Phan bàn luận hay tin Nhậm Gia Luân kết đôi cùng Viên Băng Nghiên. Nhậm Gia Luân và Viên Băng Nghiên đang thảo luận tham gia đóng chính cùng nhau trong dự án phim mới. Mới đây, blogger mảng giải trí xứ Trung đưa tin cho biết sắp tới bộ tiểu thuyết nổi tiếng Mộng Hoa Sơn của Hắc Nhan sẽ được mua bản quyền, chuyển thể thành phim truyền hình. Hiện tại, hai vai diễn nam nữ chính đang được đàm phán và có thể sẽ do cặp đôi Nhậm Gia Luân và Viên Băng Nghiên đảm nhận. Mộng Hoa Sơn là bộ phim thuộc thể loại cổ trang, ngược nguyên tàn tâm, có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nữ chính My Lâm, sinh tồn có thể trả giá, hết tất cả bao gồm cả thân thể và tôn nghiêm của bản thân. My Lâm luôn khao khát cuộc đời mình có thể tươi sáng nở rộ như những đóa hoa tháng 2. Dù trong chốc lát cũng đủ để nàng mãn nguyện. Thế nhưng cuộc đời My Lâm lại chẳng được vậy, nàng sống một cách thấp hèn, co đầu rụt cổ chẳng khác nào cóc kẻ trong bùn lầy. Tuy nhiên My Lâm luôn tin rằng chỉ cần nàng còn sống là còn hy vọng, nên vì mạng sống mà nàng có thể bất chấp tất cả. Thế nhưng cuối cùng, nàng lại thua trong tay Mộ Dung Cảnh, một cho nam bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo. Hắn coi nàng như một món đồ chơi, dùng nàng để lấy lòng người phụ nữ khác. Cuối cùng My Lâm quyết tâm báo thù Mộ Dung Cảnh, cả hai cùng viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngược có đủ. Sở hữu khả năng diễn xuất tốt cùng giá trị nhan sắc cao, Nhậm Gia Luân có lẽ là một trong những cái tên không còn quá xa lạ đối với những mặt phim Hoa ngữ. Anh quen thuộc với khán giả qua các vai diễn như Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ, vai Châu Sinh Thần trong bộ phim cổ trang Ăn Khách gần đây Châu Sinh Như Cố. Hiện tại Nhậm Gia Luân đang xuất hiện trong drama Ăn Khách Ngự Giao Ký, đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu nét đẹp thanh thuần, Viên Băng Nghiên đã vụt sáng và thành công ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả khi thủ vai Chử Toàn Cơ trong bộ phim cổ trang Ăn Khách Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cặp cùng Thành Nghị. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được chú ý khi từng tham gia trong các tác phẩm nổi bật như Tương Dạ, Lão Cửu Môn, Nữ Y Minh Phi Truyện. Sắp tới, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng sẽ sớm gặp lại khán giả trong bộ phim cổ trang Mùa Hoa Rơi, gặp lại chàng hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa. Được biết, nguyên tác truyện Xuân Hoa Yếm nhận được đánh giá rất tốt trên Đao Ban, ghi nhận số điểm lên tới 7.0. Bộ phim dự kiến sẽ được khai máy trong năm nay. Vậy bạn có mong chờ lần hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Viên Băng Nghiên hay không? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!